Truyền thông Nga nói Đức âm thầm chuyển tên lửa có tầm bắn gần 500 km cho Ukraine. Theo trang tin Aviapro của Nga, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ về việc cung cấp tên lửa ATACMS có lẽ chỉ là vỏ bọc bởi tại thời điểm này, nhiều khả năng Kyiv đã nhận được một số tên lửa JFSM từ Đức. Vũ khí trên có tầm bắn lên đến 499 km, tức là vượt xa ATACMS. Cả Kyiv và Berlin chưa phản hồi thông tin báo chí Nga. JFSM có chiều dài 2,6 m, sải cánh 1,5 m và trọng lượng khởi điểm 250 đến 300 kg, ứng dụng công nghệ tàng hình cao. Tên lửa hành trình thế hệ mới JFSM được đánh giá nguy hiểm hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Do bay ở độ cao thấp, tên lửa dễ dàng qua mặt được các hệ thống phòng không của đối phương. Nếu thông tin phía Nga đưa ra là thật, tên lửa JFSM sẽ trở thành một mối đe dọa thường trực đối với các căn cứ quân sự và kho vũ khí của Nga trên bán đảo Crimea.